À, cháo lòng nha. Trong tô cháo lòng thì có rất là nhiều topping luôn, quá trời topping luôn nè. Thấy tô cháo lòng ngon bao giờ chưa? Mọi người thấy tô cháo lòng này là ngon lắm đó. Và mọi người có thể là đi ra ngoài chợ mua một tô liền luôn đó. Mọi người thấy cái tô cháo lòng này là may mắn dữ lắm nha.